Chào mừng tất cả anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ tại trục đường chính Quang Trung, phường 10, nằm ngay sát bên với ngã năm Trồng Chó nha. Với diện tích ngang 3,5m và độ dài lên tới 15m, thiết kế một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, có sân thượng, phòng thờ. Một căn nhà giá khá chi là mềm, chỉ có 4.850.000.000 thôi. Ta có ngay một căn nhà giá rẻ, một trệt hai lầu, ngang 3,5m, dài tới 15m, công nhận đủ diện tích. Chúng ta sẽ có một con đường trước nhà rộng khoảng tầm 4m, đường thông, xe hơi và cách trục đường chính Quang Trung khoảng tầm 100m nha quý vị. Căn nhà này hướng chính là hướng đông nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Sẽ có một lớp cổng sắt phía bên ngoài, khoảng sân 2,5m cho chúng ta đậu xe máy khoảng tầm 3 cái ngoài này. Và phía trong thì có cửa nhôm Sinfa. Với diện tích ngang 3,5m, độ dài 15m, công nhận đủ. Giá tiền chỉ có 4.850.000. Thì bây giờ chúng ta kiếm một căn nhà diện tích như này ở khu vực ngã năm Trồng Chó thì rất là hiếm luôn nha. Trục đường Quang Trung phường 10 thì cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp và sầm uất luôn. Chúng ta sẽ được tặng lại sofa, tivi và kệ tivi, trần có thạch cao và trang trí dàn dây nhất tường, sơn nước rất đẹp. Đây sẽ là khu vực phòng khách nha anh chị. Phòng khách thì chúng ta được làm rất là dài, rất là rộng rãi luôn. Di chuyển vào trong sẽ là khu vực cầu thang. Dưới này chúng ta có máy bơm, máy áp lực đẩy nước máy lên phía bồn này để chống luôn. Cầu thang ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ cam xe và kính cường lực. Phía trong phòng bếp thì sẽ được trang trí một bộ bàn ăn 4 ghế gỗ hoa đỏ. Chúng ta cũng được làm tủ bếp gỗ công nghiệp của An Cường và ốp đá trắng dán kính thạch cao, đầy đủ hết nha. Một căn nhà giá khá rẻ luôn, rất là hợp lý với túi tiền như anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà tài chính giá rẻ tại quận Gò Vấp và gần với các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh. Đây là một căn nhà rất tuyệt vời. Toilet riêng, bồn cầu khối ở từng phòng ngủ. Giá bán chỉ có 4.850.000 thôi. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ em nha. Nhà thì nằm ngay sát bên với sân bay, chúng ta di chuyển sang sân bay chỉ mất khoảng tầm 3 phút đồng hồ thôi nha. Sát ngã năm Trồng Chó và sát với sân bay Tân Sơn Nhất. Rất là rẻ nha quý vị. Cùng em di chuyển lên phía trên. Cầu thang đúc rộng 90, 3,5m, dài 15m luôn nha mọi người. Trên này được ốp sàn gỗ, cửa nhôm Sinfa, toilet riêng từng phòng luôn. Và phòng ngủ thì chúng ta được tặng full nội thất, phải tầm 200-300 triệu, 200-300 triệu. Có giường 1,6m, tủ quần áo và máy lạnh đầy đủ. Ban công 1,2m, cửa nhôm Sinfa, rèm cửa có hết. Phòng ngủ thì rất là rộng, rất là thoáng mát luôn. Căn nhà mình cao nhất khu, do vậy rất là mát nha quý vị. Hướng đông nam, hướng gió nữa. Nhà thì hỗ trợ ngân hàng phải được tầm 3,5 tỷ. Ta còn tầm hơn 1 tỷ là sở hữu ngay rồi. Phòng số 2 nha mọi người. Cũng rộng, có cửa sổ ra phía sau. Có máy lạnh, tủ quần áo, giường, nệm. Đấy, đầy đủ hết rồi. Chờ anh chị tới mua thôi. Tiến lên trên chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 và khoảng phòng thờ sân thượng. Đây, phòng ngủ số 3 của căn nhà mình này. Phòng ngủ này cũng rộng rãi nha mọi người. Đây, toilet riêng và có máy lạnh đầy đủ. Bên này là phòng thờ. Phòng thờ thì rất là rộng. Đây, rất đẹp luôn. Phía ngoài là khoảng sân thượng cho chúng ta trồng cây, phơi đồ, giặt đồ gì đấy. Đấy, căn nhà giá 485, đầy đủ công năng sử dụng cho anh chị rồi.
Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video sau.